tiểu long nữ xấu nhất màn ảnh kết hôn với sương quá kém 4 tuổi cuộc sống hiện tại ra sao sau khi vào vai tiểu long nữ trong thần điều đại hiệp cuộc sống của trần nghiên hy có rất nhiều thay đổi được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, nên mỗi khi được tái hiện lại trên phim, nhan sắc của tiểu long nữ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Đã có rất nhiều nữ diễn viên hóa thân thành nhân vật này. Nổi bật nhất là Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi, cả hai đều sở hữu vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, khi chất thần tiên thoát tục và được đánh giá là những nàng tiểu long nữ kinh điển trên màn ảnh. Không may mắn như họ, Trần Nghiên Hy dù cũng đảm nhận vai diễn này nhưng lại bị chê bai thẩm tể về nhan sắc. Thậm chí, nữ diễn viên sinh năm 1983 còn bị mỉa mai là tiểu lòng nữ xấu nhất màn ảnh. Trên thực tế, Trần Nghiên Hy không hề kém sắc Mỹ nhân Đài Loan sở hữu nét đẹp trẻ trung, hiện đại, cùng nụ cười má lúng đồng tiền duyên dáng. Nhờ đó, cô từng được mệnh danh là nữ thần học đường, tình đầu quốc dân khi vào vai cô nữ sinh cấp 3, thẩm sai nghi trong bộ phim về tình yêu học trò gây sốt một thời. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Thế nhưng, sung mạo của nữ diễn viên lại không mấy phù hợp với tạo hình cổ trang, vì thế khi được biên kịch vô chính giao cho vai diễn tiểu long nữ, Trần Nghiên Hy thất bại trong việc tái hiện lại hình ảnh của đệ nhất mỹ nhân này. Nhiều ý kiến nhận xét cô không có phong thái thần tiên thoát tục của tiểu long nữ, bên cạnh đó chiều cao khiêm tốn cùng sáng người tròn trẻ, đặc biệt là kiểu tóc đùi gà không phù hợp cũng khiến nữ diễn viên phải nhận về nhiều gạch đá, bị chê là tiểu long nữ xấu nhất màn ảnh hay tiểu long nữ bánh bao, cô cô đùi gà. Những biệt danh này đeo bám Trần Nghiên Hy tới tận sau này, đến vài diễn tiểu long nữ trong thần điều đại hiệp trở thành điểm tối nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Cũng từ bộ phim, tên tuổi của Mỹ Nhân sinh năm 1983 không còn thăng hoa như trước, mà dần bị lu mờ bởi những lời chê bai về ngoại hình. Dẫu sau đó, cô vẫn tham gia một vài tác phẩm được đầu tư khác nhưng không gây được tiếng vang. Thần điêu đại hiệp không mang đến thành công cho Trần Nghiên Hy nhưng lại xe duyên cho cô và ông xã kém 4 tuổi, Trần Hiểu. Nếu trong phim, cặp đôi vào vai tiểu lòng nữ xương quá có mối tình khắc cốt kỳ tâm thì ở ngoài đời họ cũng nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới hoành tráng vào năm 2016. Sau khi kết hôn, Trần Nghiên Hy không còn đóng phim mà gần như lui về chăm lo cho gia đình. Tháng 12 năm 2016, cô hạ sinh cho chồng một cậu con trai kháo khỉnh đặt tên ở nhà là Tiểu Tinh Tinh. Được đánh giá khá đẹp đôi nhưng hôn nhân của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy gặp nhiều sóng gió só bởi những thị phi bùa vây. Cặp đôi liên tục bị nghi ngờ ra nứt, ly thân khi Trần Hiểu thường xuyên đóng phim ở Đài Lục, còn Trần Nghiên Hy lưu lại Đài Loan chăm sóc con trai không có nhiều thời gian bên chồng. Không những thế, năm 2019, Trần Nghiên Hy còn vướng tin ngoại tình cùng bản diễn Anthony Nickly, người cùng hợp tác với cô trong tác phẩm Tình yêu bánh mì năm 2012. Từ tin đồn này, tình trường phong phú trong quá khứ của nàng tiểu long nữ cũng bị lật lại. Cô bị tố sở hữu danh sách bạn trai đồ sộ, từng có mối quan hệ không trong sáng với tài tử đã có vợ Văn Trương và chen chân vào cuộc tình của cổ thiên lạc Trần Kiều Ân. Trần Nguyên Hy cũng bị nghi ngờ là người thứ ba khiến Trần Hiểu từ bỏ Triệu Lệ Dĩnh, tình tin đồn được cho là từng gắn bó bên nam diễn viên suốt 4 năm. Dù nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận nhưng scandal này vẫn khiến hình ảnh của cô trong mắt công chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. So với sự nghiệp ngày càng sáng làn của Trần Hiểu, Trần Nguyên Hy hoàn toàn lép vế có thông tin tiết lộ trần nghiên hy rất muốn tái xuất nhưng trần hiểu phản đối anh mong vợ ở nhà chăm con thay vì đi làm nhưng cũng vì sự nghiệp không phát triển bị yếu thế trước chồng nên trần nghiên hy luôn tỏ ra lo lắng và ghen tuông mỗi khi trần hiểu diễn cảnh thân mật với đồng nghiệp nữ khi Trần Hiểu hợp tác với Lưu Diệu Phi trong phim Mộng Hoa Lục, Trần Nghiên Hy tỏ ra không vui, có thậm chí còn yêu cầu ekip của Trần Hiểu không được gắn ghép chồng mình với Lưu Diệu Phi để tạo phản ứng hóa học cho tác phẩm mới. Đầu năm 2021, sau thời gian dài vắng bóng, Trần Nghiên Hy quyết định tham gia game show Tỷ Tỷ Đạp Gió Sẽ Sóng Mùa 2 với mong muốn đây sẽ là bàn đạp giúp cô trở lại showbiz. Tuy nhiên, màn biểu diễn của nữ diễn viên không được đánh giá cao, cô sớm phải chia tay chương trình khi vẫn chưa để lại được nhiều dấu ấn. Tháng 4 năm 2021, khi Triều Lệ Dĩnh ly hôn chồng, nhiều cư dân mạng đã kêu gọi Trần Hiểu bỏ Trần Nghiên Hy để quay về bên tình tin đồn. Trước sự việc này, Trần Nghiên Hy mạnh mẽ đáp trả. Hôn nhân là chuyện của hai chúng tôi, chỉ cần hai người chúng tôi tốt là được, không cần quan tâm đến vấn đề khác. Nữ diễn viên cũng khẳng định vợ chồng cô chưa bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn. Hiện tại, sau nhiều sóng gió, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu vẫn gắn bó bên nhau. Vào sinh nhật vừa qua của Trần Hiểu, mỹ nhân thiên lòng bắt bổ vui vẻ, đăng khoảnh khắc bình dị của ông xã bên con trai và gửi lời chúc ngọt ngào đến anh. Khi nhắc lại vai diễn năm xưa khiến cô bị chê bai là tiểu lòng nữ xấu nhất màn ảnh, Trần Nghiên Hy tâm sự, nếu được tròn lại, cô vẫn sẽ đảm đường nhân vật này và tham gia dự án bởi nhờ đó cô mới được gặp xương quá của đời mình.